Kính thưa quý vị, đọc kinh và uống cocktail tại một quán rượu ở Tokyo. Còng chiêng và chuỗi hạt có thể là những vật dụng thường ngày của các tu sĩ Phật giáo ở Tokyo, nhưng bình pha cocktail và đồ đập đá thì không phải, trừ khi người đó là tu sĩ Phật giáo Yoshinobu Fujioka, người cũng là chủ sở hữu một quán bar nổi tiếng ở trung tâm Tokyo. Nhà sư 36 tuổi, phục vụ các khách hàng hàng ngày tại quán bar có 23 chỗ ngồi mang tên Wow's. Quán rượu này thường chật kín các khách hàng quen đến để tìm kiếm một loại rượu mạnh làm sạch linh hồn. Bà Noriko Urei, một doanh nhân 42 tuổi, nói mỗi ngày trái tim của bà bị nhiễm bụi bặm dơ bẩn của thế giới trần tục. Vì vậy, bà đến quán rượu này để làm sạch lại trái tim của mình với một vài ly rượu. Các loại cocktail đều mang những cái tên mang tính chất tinh thần như hạnh phúc hoàn mỹ, địa ngục vô cực. Khách hàng cũng có thể kêu một ly nô lệ của tình yêu và dục vọng với giá khoảng 9 Mỹ Kim. Các bài giảng và những lời thuyết pháp đạo đức của vị tu sĩ trẻ thì miễn phí. Bà Midori Yamamoto nói rằng bà đến đây để tìm hiểu về kiến thức Phật giáo từ nhà sư Fujioka và có những cuộc hàn huyên bên cạnh ly rượu. Thay vì karaoke, quán bà thường xuyên vang lên tiếng đọc kinh Phật với những khách quen thường tụng kinh theo. Ông Fujioka, người đã quản lý quán bà Vows trong 13 năm, cho biết quán rượu của ông chỉ là quay trở lại những truyền thống cổ xưa, mặc dù được hiện đại hóa để gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người dân. Ông Fujioka nói rằng uống rượu trong một ngôi chùa là một điều phổ biến trong thời kỳ cổ đại Muromachi từ 1357 đến 1573, khi mọi người tụ tập tại một ngôi đền Phật giáo và uống rượu với nhau. Ông chỉ cập nhật hóa truyền thống này để phù hợp với hiện tại. Đây là một cách để những người đến đây nhìn thấy tín ngưỡng Phật giáo và giác ngộ trong cuộc sống hàng ngày. Trong ngày, ông Fujioka làm việc tại một ngôi chùa ở vùng ngoại ô của Tokyo. Ông cho biết quán bar giúp ông gần gũi hơn với nhóm Phật tử của mình so với ở chùa. Ông nói những người đến quán của ông trở thành những Phật tử hoàn toàn khác. Khoảng cách giữa họ và ông trở nên gần gũi hơn nhiều và họ đối xử với nhau trong tình người. Phật giáo đến Nhật Bản trong thế kỷ thứ 6 là một trong hai tôn giáo chính thống ở Nhật Bản, cùng với tôn giáo Shinto bản địa. Số liệu thống kê của chính phủ Nhật Bản trong năm 2006 cho thấy khoảng 196 triệu người tự coi mình là thần đạo và cũng là Phật tử. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của cả hai tôn giáo đều cho biết thế hệ trẻ ngày nay không còn mấy quan tâm đến đạo.